Thưa quý vị, Đại hội Đảng lần thứ 13 đang cấp tập nhộn nhịp, bác thông cào lại đi nhắc chuyện hồi sữa hồi xưa xưa. Lâu lắm rồi, cái thời mà chống đế quốc Mỹ, cái đám trẻ ranh chúng tôi ngoài miền Bắc được nghe người lớn bảo rằng ở đất nước, tất cả hành quân Tất cả thành chiến sĩ thế ni, mừng răng thì mừng, họa có là gỗ đá thì mới không biết rung động. Cái câu nói ấy vốn là của một ông gốc Huế cho nên tôi tôn trọng từ ngữ bản địa. Chiến tranh đã tắt, cuộc can qua cốt nhục tương tàn đã chìm dần vào dĩ vãng, chả có muốn nhắc tới nữa. Những rung động trong cái xã hội khủng khiếp hồi ấy cũng im ắng theo, lặng chôn vào lịch sử văn chương, bới ra làm gì cho đau buồn, làm người ai chả muốn sự an bình, yên vui. Suốt mấy tháng cái xứ của ta nó quá trộn rộn không kể dịch bệnh thiên tai mà nơi đâu cũng xảy ra thì đất An Nam mình lại đang quá ồn ào mất thời gian thậm chí là lo lắng bất an luôn về cái đặc sản sự kiện đại hội đảng. Những cuộc ra quân rầm rộ của ngựa, xe, tàu bay, tàu bò, xe tăng, xe bọc thép, súng ống đạn dược, sĩ quan binh lính vừa để diễu võ dương oai vừa nhằm đe dọa trấn áp khiến xã hội rất là căng thẳng. Rồi cái lệnh cấm đường xá để bảo đảm an toàn cho đại hội, bảo đảm an toàn cho di chuyển đại biểu, không thể không tác động ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của một số đông dân chúng. Rồi trên TV liên tiếp xuất hiện những cái vị lớn tiếng cảnh báo về thế lực thù địch không ngừng chống phá nhân dịp đại hội đảng. Có những ông cứ vừa thò mặt lên trên TV là khán giả biết ngay ông sẽ nói cái gì. Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, ngộ, một cái đảng tự nhận là của dân, được dân yêu quý, đặt tổ quốc dân tộc nhân dân lên trên hết, mà sao lắm kẻ thù đến thế? Mà đã hết đâu quý vị, những cái phát ngôn chói lỗ tai mà cứ như mới, như là nhìn tổng quát đất nước có bao giờ được như thế này hay đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay. Đó là những cái lời quen thuộc từ cái mồm của những cái nhà lãnh đạo cầm quyền trong thời gian gần đây. Trước hết nha, đã ở vị trí lãnh đạo thì phải khiêm tốn nhưng các vị này lại thích khoe khoang luôn vỗ ngực ra vẻ ta đây kiểu anh hùng làng này cốc thằng nào bằng ta công của ta là nhất nhà lãnh đạo nếu mà biết lấy đức làm đầu thì không bao giờ vênh váo như thế đâu thứ nữa đó là cái thứ tư duy cổ lỗ sĩ không hiểu gì về lẽ trời về sự vận động của vật chất theo dòng thời gian nghĩa là sao cái sau bao giờ nó cũng phải hoàn thiện phải đầy đủ và tốt hơn cái trước chứ chẳng lẽ lại dậm chân tại chỗ hoặc thụt lùi khoe thế cũng không khác gì từng khoe so với trước cách mạng tháng 8, nông thôn ta đã có bao nhiêu nhà ngói, quần áo nông dân ta đã lành lặng hơn. Trời ạ, à, đừng có nhìn vào những tòa nhà cao tầng, những con đường chạy dọc chạy ngang để rồi phán, chưa bao giờ đất nước được như thế này. Mà hãy nhìn vào cuộc sống của số đông dân chúng, sau gần nửa thế kỷ đất nước thống nhất, họ đã thoát nghèo chưa? Họ có còn cái cảnh mà đêm tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị Dậu không? và có ai cùng quẩn túng bách đến mà phải ôm con nhảy xuống sông không? Xin hỏi các vị, bây giờ mà vào bệnh viện đó, dù có bảo hiểm y tế rồi nha, nhưng mà nếu mà không sẵn trong túi vài ba chục triệu, liệu có khỏi bệnh không? Rồi khi mà lương hưu vài triệu chưa đủ để chi trả ăn uống sinh hoạt trong tháng nữa. Điều muốn nói nhất là các vị tự sướng như vậy nhưng có lúc nào các vị tự vấn nếu không có tài lãnh đạo sáng suốt của các vị thì đất nước không phải chỉ được như ngày nay mà có thể là gấp mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần ngày nay hay không hãy nhìn ra những cái nước mà có cùng xuất phát điểm với việt nam ta để mà tìm câu trả lời đi Ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân Thắng hôm qua còn nói không có cái gì che mắt được dân, lạc quan tếu rằng Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt thần kỳ dưới sự lãnh đạo của các ông, giống như từng xảy ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc vậy. Trời ơi, tôi thưa hai ông, đừng có mơ. Các ông đã mơ triền miên nửa thế kỷ này rồi. Có say xưa mơ nữa cũng chả ai đánh thuế. Ấy là những nhận xét của lão hàng xóm nhà tôi chứ tôi thì chỉ muốn bỏ ngoài tai ngoài mắt tất cả thế sự trộn rộn cho yên cái đầu cho lòng thanh thản vậy nhưng mà con người ương bướng lại nhắc tôi rằng nhớ để ý hôm ấy các vị ấy đại hội ấy được coi là hoành tráng nhất từ trước tới nay sẽ không chỉ thành công tốt đẹp như lâu nay mà phải là thành công rực rỡ rồi hãy nhớ coi cái sân khấu đại hội như thế nào nữa nhé. Liệu có còn tái diễn cái form sắc màu kịch cỡm, hoa hoét phong màng hay không? Có còn phô bày chữ nghĩa, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỹ cương, phát triển, trách nhiệm, đổi mới hay không? Cứ như sợ rằng là nếu mà không nói ra thì thiên hạ sẽ không biết. Bao bọc bằng xanh đỏ tím vàng, trang trí cực kỳ màu mè và tốn kém, giống như đại hội con vừa diễn ra. Thật nhìn cái áo có khi biết được người mặc chưa cần đánh giá phẩm chất tài năng đạo đức chỉ cần chim quan cái sân khấu của mấy ông thôi cũng đủ biết cái cuộc đại tụ tập gồm những con người như thế nào nói đâu xa cứ ngó cái sân khấu của hai cái đại hội cộng sản ở lào và triều tiên vừa kết thúc thấy sân khấu của mấy ông em mới dạy còn lâu mới đạt được sự lòe lẹt phô trương tốn kém và rỡm như cái đại hội xứ mình Tôi nhắc cái điều này nhưng mà thâm tâm tôi vẫn tin rằng họ sẽ không có sửa chữa thay đổi đâu. Bởi vì xưa nay họ có nghe ai bao giờ đâu. Và quý vị biết không, bác thông cào, ổng vẫn luôn chờ một câu trả lời. Ông viết, trong bộ máy cầm quyền, cai trị, cái nước này, đảng là độc quyền, đứng đầu, đảng là ông trùm nói theo cái ngôn ngữ của đảng thì đảng lãnh đạo toàn diện mọi chuyện lớn nhỏ xa gần hiện tại tương lai vi mô vĩ mô vật chất tinh thần đói khổ sung sướng giàu nghèo hay dở túc tuồn tuột, tuột đều do đảng mà đã độc quyền thì phải nhận tất mọi thứ chứ chứ không thể theo cái kiểu sàng lọc đẹp thì nhận về xấu thì xua tay đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà chẳng bao giờ thấy thất bại cả phải thừa nhận một điều, đảng có bộ máy và hệ thống rất rộng khắp, ăn sâu, chặt chẽ, chỗ nào cũng mò vào. Riêng về cái mảng lý luận thì không ai bằng đảng. Này nha, đảng có ban chấp hành trung ương, có bộ chính trị, có ban bí thư, có ban tuyên giáo, có hệ thống tuyên truyền độc quyền, có hội đồng lý luận trung ương, có học viện chính trị quốc gia, ui trà, có vô thiên khân. Tất cả chỉ để phục vụ cho đảng, nhưng tất cả xài ngân khố quốc gia. Nhà cao cửa rộng, xe cộ bạc ngàn đều tư tài sản quốc gia. Chừng ấy vẫn chưa có đủ, mỗi lần mà chuẩn bị đại hội đó, đảng còn lập ra hẳn một cái ban soạn thảo văn kiện do cái người cầm đầu làm trưởng đưa ra những cái cây lý luận có sừng có mỏ vào để mà vạch đường chỉ lối cho dân tộc. Mà cái anh vừa bị kỷ luật Hoàng Trung Hải đó mới được bổ làm phó trưởng tiểu bang đó là một cái ví dụ cụ thể nhất. Họ vạch đường thế nào, đưa đất nước và dân tộc này đi đâu, đi vào lối nào, đi tới đâu, bao giờ mới tới. Chúng ta chưa biết. Chỉ biết là họ vẫn kiên định đi cái con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản. Chả khác gì bắt dân tộc chơi mãi một cái canh bạc mà toàn là những cái con bài hết sức xấu. Tôi không có lý luận nên không thể tranh cãi với các vị ấy. Tôi chỉ dùi đục chấm mắm cái hỏi các vị ấy là nhất là cái hội đồng lý luận trung ương và cái ban soạn thảo văn kiện đại hội 13 rằng các vị hãy cho biết trên thế giới này từ xưa đến nay có nước nào tiến lên chủ nghĩa xã hội mà dân giàu nước mạnh cuộc sống hạnh phúc không? Trong những nước mà con em các vị đang đổ xô sang đó sống như là Mỹ, Anh, Nhật, Hàn, Singapore, Na Uy, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Canada, Úc đó có nước nào theo chủ nghĩa xã hội không? Triều Tiên, Venezuela, Việt Nam nước thì cố sống cố chết theo chủ nghĩa xã hội hơn nửa thế kỷ rồi. Nước thì tập tỉnh đu vào hơn chục năm. Có nước nào thành thiên đường đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản chưa? Đói nghèo lạc hậu ở cái xứ này tại dân hay tại đảng? Đấy, tôi chỉ có những câu hỏi như thế. Trước khi công bố văn kiện, các vị hãy trả lời cho thấu đáo, nếu mà đủ sức thuyết phục thì chúng tôi sẽ đi theo các vị để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Còn không á thì nên anh đi đường anh tôi đường tôi cho nó sớm sủa